Quang Sơn xin chào bà con ha. Tại sao chúng ta nên đo huyết áp tại nhà và tầm quan trọng của nó như thế nào? Trước tiên là khi chúng ta đi từ nhà đến bệnh viện là chúng ta sẽ phải bị tăng huyết áp khi chúng ta đang đi ngoài đường lái xe hoặc là nghe tiếng xe ồn ào ha. Rồi cái thứ hai nữa, có nhiều người bị bệnh áo tròn trắng, tức là ở nhà thì huyết áp bình thường mà vô bệnh viện tự nhiên cái là huyết áp nó tăng và không đo được, thì cũng có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và tiếp theo nữa là đo ở bệnh viện thì chúng ta thỉnh thoảng mới đi đến bệnh viện ha, và chúng ta chỉ đo một lần và không có đo được theo cái đúng thời điểm mình muốn. Ví dụ mỗi ngày mình thường mình muốn đo cỡ 8 giờ sáng và khi chúng ta đi đến bệnh viện thì chúng ta đo 11 giờ trưa, hoặc là có thể tuần sau chúng ta đi là chúng ta lại đo vào buổi chiều đó, thì và rất là bất tiện khi đo như vậy. Và chúng ta chỉ cần mua một cái máy đo huyết áp thôi, một ngày mình có thể đo 1 đến 2 lần hoặc là đo lúc nào mình muốn và tâm trạng mình nó thoải mái đó. Và dĩ nhiên chúng ta nên đo và chúng ta ghi lại những cái con số đó để chúng ta có thể nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Ngoài ra những cái dòng máy cao cấp thì đương nhiên nó sẽ có cái bộ nhớ lưu lại ngày giờ nhớ hết rồi cả nhà ha. Đó là về đo huyết áp. Thì những dòng máy cao cấp sau này thì ngoài chức năng đo huyết áp, nó còn có kiểm tra tim đập loạn nhịp và rung tâm nhĩ cảnh báo sớm đột quỵ, rất là hay cả nhà. Đó thì trong các video khác thì Hoàng Sơn có chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng những dòng máy đó rồi và cách lựa chọn những dòng máy phù hợp đó. Nên là nếu mà bây giờ chúng ta thấy cái bệnh huyết áp á nó trẻ quá, ngày xưa thì 40-50 tuổi mới bị huyết áp mà bây giờ thanh niên 20 mấy tuổi đã bị rồi, như áp lực công việc nè, rồi cái môi trường nó làm ảnh hưởng đó. Thì trên các video khác Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà cách lựa chọn máy đo huyết áp nè, cách khắc phục lỗi tại nhà, cách sử dụng những dòng máy cao cấp. Nói là nó nhiều chức năng vậy chứ thực sự rất là đơn giản. Ví dụ như những dòng máy này chúng ta chỉ thấy có vài nút thôi, 2-3 nút. Đặc biệt là người lớn tuổi như ông bà mình ở nhà chỉ cần bấm đo thôi và sẽ ra kết quả rồi. Rồi mình nếu mà có những chức năng như tim mà rung tâm nhĩ hoặc là rối loạn nhịp tim, nó sẽ hiển thị lên đó, mình sẽ biết luôn. Rồi nếu mà có gì thắc mắc, bà con mình có thể gọi vào số điện thoại trên tiêu đề hoặc là để lại bình luận bên dưới để Hoàng Sơn có thể trả lời bà con mình nhiều hơn ha. Chúc bà con nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.